sẽ nhắc lại với nhau một chút về cái kiến thức của biển. Chúng ta sẽ làm lại một cái này, có khi nhiều bạn vẫn đang chưa biết làm đúng không? Ta sẽ nhắc lại một chút. Ok, chúng ta sẽ nhắc về biển với một số bạn mà học rồi nhưng vẫn hay quên, hoặc là mấy bạn mới mà chưa biết làm. Rồi. Vậy biển, cái cách khai báo biển như sau. À, chúng ta sẽ có cách khai báo biển. Đầu tiên là kiểu của biển, và cái thứ hai là tên của biển, và bên này là giá trị khởi tạo. Ví dụ tôi sẽ có biển kiểu nguyên chẳng hạn, điểm được gắn bằng 10. Thì chúng ta sẽ có các cách khác nhau để chúng ta khai báo biển. Đây là một cách chúng ta khai báo biến mà chúng ta khởi tạo giá trị ban đầu luôn. Cách thứ hai, tôi khai báo biến nữa, chẳng hạn tôi vẫn lại báo biến điểm như này và chấm phẩy. Thì lưu ý một chút, có khá nhiều bạn đang bị sai ở đây. Tức là các bạn sai cái gì? Các bạn sai là chúng ta đặt cùng một lúc hai cái biến cùng tên. Thì với ngôn ngữ C của chúng ta thì việc này là không được phép, là chúng ta không được phép tạo các biến cùng tên. Ở đây có khá nhiều bạn sẽ mắc cái lỗi này trong quá trình chúng ta làm, để chúng ta tạo nhiều biến cùng tên quá. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ có khá nhiều các loại biến, nó sẽ ứng với cái kiểu dữ liệu của chúng ta. Ví dụ đây chúng ta có biến kiểu nguyên, thì nó sẽ còn có các loại biến khác. Thì các bạn sẽ xem qua một số các cái dạng kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ chúng ta sẽ có kiểu int, kiểu float, kiểu double, kiểu char, kiểu bool. Đây là một số các cái kiểu cơ bản mà hay được sử dụng trong C. Ngoài ra còn nhiều kiểu khác nữa, nhưng đây là những kiểu cơ bản mà chúng ta hay dùng đến. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể khai báo rồi float điểm trung bình chẳng hạn, điểm trung bình được gắn bằng 10.5, hay là char ký tự được gắn bằng C, C như này. Đấy. Thì ở đây là gì? Ở đây lưu ý một chút, khi mà chúng ta làm việc với ký tự thì nó sẽ phải được bao bởi cặp nháy đơn. Cặp nháy đơn đây là cái mà chúng ta có nhiều bạn bị nhầm trong quá trình mà chúng ta làm với kiểu ký tự. Đấy, ok, thì tôi sẽ làm một chút cái hàm nhập ở trong này. Cái hàm nhập thì có cái hàm hơi đặc biệt một chút, đó là cái hàm gì, hàm nhập ký tự đúng không, nhập ký tự mà chúng ta dùng hàm scan. Đấy, tôi nào sẽ làm cái hàm nhập vào. Ví dụ tôi nhập vào cái điểm trước đây, nhập vào điểm chấm gạch chấm phẩy tơ xuống, và chỗ này chúng ta dùng làm scan phần trăm d và điểm. Thì với dạng số thì nó rất đơn giản thôi, với dạng số thì dùng hàm print và scan thì nó ok, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng với dạng ký tự thì nó gặp một vấn đề, đó là khi mà chúng ta nhập ký tự bằng cái hàm scan này thì nó bị lưu đồ đệm, lưu bộ đệm của cái hàm scan trước. Vì vậy là bạn sẽ bị lỗi khi mà chúng ta nhập ký tự vào đây, rất hay bị lỗi khi mình nhập ký tự, tức là nó không nhập được ký tự mà nó tự động nó nhảy bước qua luôn, và nó gán cái ký tự đấy bằng khoảng trắng. Đấy, vì vậy là có mấy cách như sau. Cách đầu tiên, cách khá là basic một chút, đấy là chúng ta sẽ làm như này. Ký tự. Đấy, xong rồi chúng ta chấm phẩy và sau ký tự, và chúng ta sẽ làm scan. Trong hàm scan này thì chúng ta dùng một cái khoảng trắng này, xong rồi mới đến phần trăm C. Tức là chúng ta đây là làm cách thủ công. Thủ công là chúng ta sẽ dùng khoảng trắng để xử lý. Và sau này thì chúng ta sẽ dùng ở đây đó là và ký tự. Chẳng phải, đây chúng ta cái dấu này là dấu sai. Ok. Đấy, đây là cách đầu tiên. Cái cách này thì nó sẽ có một cái nhược điểm là khi chúng ta nhập trực tiếp khoảng trắng vào, cái này thì có nhược điểm là khi nhập khoảng trắng thì không lưu. Đấy, lưu ý một chút, thì nó sẽ không ok lắm khi chúng ta nhập khoảng trắng vào cho cái ký tự. Rồi, ok. Thì có cách thứ hai. Cách thứ hai là trước khi chúng ta làm cái hàm scan này thì chúng ta làm cái gọi là boost.
chúng ta sẽ xóa bộ đệm đi. Oops. Trong này chúng ta chuyển vào đây là Studying. Cái này. Thế là đây, cái hàm này của chúng ta là cái hàm cho phép chúng ta xóa bộ đệm. Đây. Chỗ này là gì? Xóa bộ đệm của hàm scanf. Đã sử dụng cái thằng này để chúng ta xóa bộ đệm đi. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ không cần phải dùng cái khoảng trắng nữa. Và chúng ta cứ thế chúng ta nhập, nó sẽ ok. Như này là chúng ta nhập được cả ký tự lẫn số bằng hàm scan. Ok. Rồi, ở đây thì sẽ có thêm một số cái nữa để giúp cho các bạn hiểu hơn về cái việc là kiểu dữ liệu và các cái format của các kiểu dữ liệu cơ bản để chúng ta làm việc với Brain Scan. Thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn gõ của tôi cái format style, đây, chúng ta sẽ gõ là format style in C, đây, đơn giản này thôi, format style in C, tức là các cái format của các kiểu. Thì chúng ta lên trên này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn khá nhiều. Đấy, các bạn có thể lấy bất kỳ một cái nào đấy để chúng ta làm. Ok, đây, ví dụ tôi lấy thằng này chẳng hạn. Đây. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một số các cái kiểu cơ bản. Đấy, bạn lấy trên này nó sẽ hướng dẫn các bạn khá là chi tiết. Ví dụ như kiểu in là phần trăm D, short phần trăm D, long. Rồi thì kiểu tra, kiểu plot, double, vân vân. Đấy, một số các kiểu cơ bản để chúng ta biết cách sử dụng khi mà chúng ta truyền vào trong print và truyền vào trong scan. Ok chưa nhỉ? Đấy, cái phần liên quan đến biến của chúng ta chỉ đơn giản này thôi. Tức là chúng ta phải hiểu cách gì? Cách khai báo biến có kiểu xác định. Bởi vì cái biến này được sử dụng vào mục đích, đúng không? Có mục đích rõ ràng, ví dụ tôi làm biến kiểu nguyên để nhập điểm thì nó sẽ khác với biến kiểu float nhập điểm. Đúng nhỉ? Biến kiểu nguyên thì nhập được 8, 9, 10 thôi. Biến float thì tôi có thể nhập là 10.5, 9.5 đúng không? 7.5, 8.5 được. Hay là biến kiểm tra, kiểu ký tự thì chúng ta chỉ việc là nhập được một ký tự duy nhất, đúng nhỉ? Đấy là những cái phần cơ bản của biến. Và các bạn lưu ý cái định dạng biến của chúng ta là typer, xong rồi đến tên biến và sau đến là giá trị khởi tạo. Thông thường là chúng ta, nếu như chúng ta không truyền giá trị khởi tạo vào đây thì nó sẽ lấy giá trị mặc định. Ví dụ như kiểu in này thì giá trị mặc định của nó sẽ là 0, nó sẽ lấy giá trị mặc định cho chúng ta. Ok. Ở đây chính là cái phần đầu tiên, cái phần liên quan đến biến và cách sử dụng biến, cách gọi biến và hàm print và scan. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.